Các bạn khán giả giữ màn hình để xem phần 3 còn lại của chương trình phân tách thời sự của Vistar TV. Hôm nay là ngày thứ 3, 3 tháng 10, 2017. Trong phần này chúng tôi xin cùng quý vị khán giả trở về Việt Nam. Mới đây có một cái tin tức mà nhiều người nghe cũng có vẻ phấn khởi. Đó là cái tin của một cái nhà cựu đại sứ và nhà ngoại giao của Việt Nam là thời Cộng sản đó, tức là thời Bắc Việt chưa thống nhất đó, là ông Nguyễn Trung. Ông Nguyễn Trung có làm một cái bản kiến nghị là yêu cầu là nhiều chuyện mà chúng ta thấy là nó rất là thích hợp với cái sự mong muốn của nhiều người. Còn cái chuyện làm được hay không là một chuyện khác. Ông đề nghị là có cái kiến nghị đó rất là nhiều tham vọng. À, ông là một cái người phải nói rằng là sau 75 thì là ông là có vẻ là cái tư tưởng của ông nó tiến bộ chăng. Cho nên ông làm là chuyên gia, làm cố vấn cho nhiều cái thủ tướng, trong đó có thủ tướng Võ Văn Kiều, thủ tướng Phan Văn Khải, đó là hai người thủ tướng miền Nam bây giờ là tương đối là cởi mới, là thay đổi cái cuộc diện Việt Nam là qua cái diễn tiến người ta gọi là đổi mới không là chết. Thì ông là những người cố vấn kinh tế cho thay đổi. À, ông đề nghị cái kiến nghị như thế nào? Cái kiến nghị của ông đề nghị là có 3 phần. Trước hết là phải Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhìn thấy cái vấn đề đặc biệt của cái vai trò của Việt Nam là bây giờ Đảng và chính quyền, hai cái đó nó là hai, và làm việc không theo luật pháp mà làm việc theo nghị quyết, theo quyết định cá nhân. Chúng tôi muốn như vậy là tôi làm như vậy, giống như hồi xưa ông vua, ông muốn giết ai là ông giết thì ông là luật chứ không phải là luật pháp. Thành ra bên kia là chính quyền sống theo luật pháp, vì thế cho nên ông gọi là phải họp cho cái đó lại để mà phải xác nhận Đảng lãnh đạo với chính quyền là một, tức là đó cái Đảng cầm quyền, và nếu làm như vậy thì phải dựa vào luật pháp để mà làm việc. Thì cái đó là một cái, thì cái đó thật sự cũng không có thể giải quyết được khi nhập lại ở Trung Quốc, nhập lại cái đó nhưng mà cũng không làm được. Cái thứ hai đó là phải làm sao để mà thay đổi cái hiến pháp, bỏ cái điều 4 đi và thay đổi cái hiến pháp. Cái hiến pháp cũ là không phải ý nguyện của toàn dân, mà hiến pháp nó dựa trên ý thức hệ cộng sản, và phải thay đổi cái hiến pháp là bỏ điều 4. Và khi thay đổi hiến pháp thì viết ra cái bản thần thứ 3 là thay đổi rồi viết theo cái bản hiến pháp mới thì phải được thông qua toàn dân để thay đổi và phải mở cửa. Bởi vì để mà chuyển hóa cái đời sống con người, dân chủ đất nước và đến cái thời cho mọi người đều tham dự. Thì cái điều đó là phải nói, ông Nguyễn Trung nói nó cũng không chật. Nhưng mà phải nói, thưa ông Nguyễn Trung là những người trong nước, là cái chuyện này nó có hồi ông Nguyễn Trung làm đại sứ, ông Nguyễn Trung làm cố vấn, chứ không phải bây giờ nó mới có. Nhưng mà nó chật, cái đó chật từ thời Hồ Chí Minh là kìa. Và chúng mình không nói cái chuyện đó đi. Hồ Chí Minh có thể lấy lý do là tại chúng tôi là kháng chiến, xin lỗi, chống Mỹ cứu nước trong cái hoạt kép. Chúng tôi dùng cái đó là phương tiện. Cộng sản hay nói là Hồ Chí Minh dùng cái chủ nghĩa cộng sản làm phương tiện để gọi là giải phóng. Nhưng mà khi giải phóng rồi thì phương tiện nó phải bỏ làm cái khác chứ. Chúng ta đi vượt biên, chúng ta dùng con tàu chúng ta đi, nhưng mà tới biển rồi chúng ta bỏ, chúng ta đi máy bay chứ đâu có đi đó qua Mỹ được. Thì tất cả cái đó chỉ là một cái quỳ biện, và ông Nguyễn Trung bây giờ mới thấy và nói lên cái điều đó thì có lẽ không dầu gì đi nữa cũng là điều tốt. À, nhưng mà chúng ta thấy là cái người cộng sản ông Nguyễn Trung đi nữa thì cũng là một cái người rất là bảo thủ, tới giờ này mới thấy, mặc dầu ông có đổi mới, ông có nhìn vấn đề hơn những người khác, thì đó cũng là một cái chúng ta thấy là đi từ bước một tình hình Việt Nam mình nhìn mình thấy nó có sự chuyển hóa. Đầu tiên là ông Lê Hữu Đằng, ông nói về vấn đề từ bỏ Đảng và công khai từ bỏ Đảng, lên báo nói thẳng. Rồi cái người thứ hai nữa là ông Tương, giáo sư Tương Lai, nâng lên một cấp từ bỏ Đảng, lao động Đảng Cộng sản mà nhìn Đảng lao động và để mà ra ngoài. Cái người thứ ba là bây giờ ông Nguyễn Trung lại nói là từ bỏ hiến pháp, từ bỏ điều 4. Thì tất cả cái điều đó phải nói là một cái ước mơ hay là một cái điều mà những người cộng sản muốn làm, nhưng mà phải nói là cái cuộc thay đổi Việt Nam nó không từ như vậy. Nó xưa nay không có một cái đất nước cộng sản nào mà tự động họ bỏ quyền lực để họ làm cái điều đó, thì nó phải có một cái gì nó bứt phá để cho người cộng sản làm được cái đó. Cái bứt phá đó là phải, nếu mà không cải đổi thì phải là chết, tức là phải có một cuộc nổi dậy của người dân. Trước đây năm 85-86 khi cộng sản thay đổi, đổi mới đi với Tây phương, mở cửa kinh tế thị trường, cái định hướng xã hội chủ nghĩa, là tại vì không làm như thế là chết. Bởi vì lúc bây giờ ở Việt Nam chúng tôi nhớ đó là đồng bạc nó phá giá, cái tiền nó lên tới 700%.
Thành ra 1 đồng bạc là phải sau này 10 đồng, 17 đồng mới có thể giải quyết được. Thì ra họ không làm là họ chết, sợ nhân dân nổi lên để mà lật đổ. Và vì thế cho nên họ làm. Rồi bây giờ thật sự phải nói là tình hình trong nước có bức bách thiệt, nhưng mà phải nói là có cần thiết người dân có nổi dậy chưa. Thì cái đó phải người dân phải đứng lên nổi dậy. Và nổi dậy không phải là dùng súng, mà nổi dậy là dùng cái quyền của dân để đòi hỏi. Chứ thật sự thì ông Viễn Trung dầu gì đi nữa nói cái điều đó cũng là tốt, có còn hơn không. Thì chúng ta thấy lần lần người trong nước, kể cả người dân và trí thức, là không còn sợ sệt, không còn e dè và nói thẳng. Thì nói trong cái dịp mà Đảng Cộng sản đang cái đại hội Trung ương 6 thì cũng là một cái điều tốt, thưa anh Nguyễn Tấn Lạc. Dạ vâng. À, chúng tôi xin tiếp lời cho Chi Sư Chi để nói về cái đề nghị đó là thay đổi cải tổ cái Đảng Cộng sản, do ông Nguyễn Trung là một nhà ngoại giao rất là kỳ cựu đó. Ông đã từng là đại sứ của Cộng sản Việt Nam ở tại Thái Lan, và là cố vấn cho, trong cái tổ cố vấn cho Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Phan Văn Khải và Văn Kiệt ấy. Ông này là có thể coi như là một cái người đảng viên Cộng sản kỳ cựu năm cả hơn 50 năm, và tâm huyết và nói lên cái lần này cái gọi là cái đề nghị mà cải tổ của ông là một cái đề nghị chúng tôi thấy là khá là quan trọng, là dài 42 trang nêu lên rất là nhiều điểm, và để mà đề nghị một cái cải tổ để mà chuyển hóa từ một cái chế độ cộng sản bấy lâu nay và chuyển dần sang dân chủ đó, thì chúng tôi coi đây là một cái đề nghị khá là táo bạo và tiến bộ đó. Thì phải nói thẳng rằng là những cái điều ông ấy đề nghị thì rất là hợp lý, nhưng mà cái vấn đề là những cái ông cộng sản mà đang lãnh đạo bây giờ là Nguyễn Phú Trọng, nó có ý thức được cái điều đó hay không? Tại vì những cái người này đó họ vẫn còn mê say quyền lực anh ạ. Thành thử nó bây giờ bảo họ đổi thay như thế này đấy, là họ sẽ phải đối diện với những cái rủi ro do những cái đổi thay này mà xảy ra. Thành ra là mình đây không phải là lần mới nhất mà mình nghe những cái đề nghị đấy đâu. Ở trong nước biết bao nhiêu kiến nghị rồi, nhưng mà chưa có chuyện gì xảy ra cả. Mà bây giờ ông này ông đề nghị như thế, nhưng mà cái vấn đề là giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ có nhìn thấy cái chuyện này và họ có thấy rằng họ phải thay đổi để họ tồn tại. À, cái vấn đề chính căn bản của những ông lãnh đạo trong cái giới cho bu cộng sản vẫn không có muốn từ bỏ, thực sự là không muốn từ bỏ quyền lực. Chứ còn bây giờ mà các ông mà đổi thay mà các ông vẫn có quyền lực và vẫn có làm giàu được thì các ông sẽ là làm chứ không phải là không. Nhưng mà các ông vẫn có một cái tâm lý là sợ hãi, bởi vì nếu cải tổ rồi thì sẽ không có thể nào mà nắm được quyền lực nữa, thì là mất chỗ đứng, rồi mất quyền lực, rồi có thể mất luôn cả cái chỗ đội nón luôn không chừng nữa. Thành ra chúng tôi nhìn thấy rõ rằng là cái gọi là cái xu hướng là ở trong nước, những cái người mà trí thức đã từng phục vụ trong chế độ cộng sản như là ông Nguyễn Trung, như là giáo sư Tương Lai, như là ông tiến sĩ Nguyễn Quang A và rất là nhiều người khác, là đều nhìn thấy rằng là cái chế độ cộng sản là nó đã lỗi thời rồi, cái chủ nghĩa cộng sản là bị nhân loại vứt vào sạt xác rồi. Đến Liên Xô là cái nơi mà nó gọi gì được quê hương của xã hội chủ nghĩa nó còn bỏ, thì đến Đông Âu thì bây giờ chỉ còn lại có ông Trung Cộng với ông Việt Nam ấy, là cố bám hơn ai hết, là vì các ông vẫn phải cố bám lấy để các ông có quyền, để có cái quyền lợi, để mà làm giàu cho bè đảng mà thôi. Chứ các ông không hề nghĩ đến quốc gia dân tộc gì hết. Thế cho nên nó mới tình trạng nó bây giờ nó bê bối Việt Nam vô cùng, mà nó chưa biết đến lúc nào là nó sụp đổ vì những cái khó khăn về kinh tế tài chính đang xảy ra. Vâng, chúng tôi xin trở lại những cái phần thứ ba chúng tôi đó, là cái chuyện mới đây xảy ra nữa là cái chuyện các cái tổ chức dân sự đó và cái những cái người tranh đấu ở trong nước đó, là bây giờ họ có một cái tuyên bố, đúng là một cái đòi hỏi để yêu cầu Quốc hội Việt Nam
là phải có một số những cái thay đổi. Họ yêu cầu, đây là một cái tuyên bố, là các tổ chức dân sự này đó là gồm có những người ở trong nước và những người hải ngoại, này là 5 tổ chức và 70 các cái nhân sĩ ra một cái tuyên bố là yêu cầu đó là Quốc hội Việt Nam đó, là phải xúc tiến những cái chuyện về quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình. Đó, cái tuyên bố này là được thực sự đó là công bố ngày 1 tháng 10, nhưng mà thực sự là ký từ ngày 28 tháng 9. Và nội dung chính là nó có 5 điểm vô cùng quan trọng mà chúng tôi thấy ra cái chuyện này họ đấu tranh mấy lâu nay mà vẫn chưa thấy xảy ra gì cả. Thứ nhất là họ yêu cầu đó là cái quyền tự do lập hội và quyền biểu tình là quyền công dân cần phải được tôn trọng. Thứ hai, nhà nước phải thay đổi cái nhận thức về các tổ chức xã hội dân sự. Tức là cái vai trò xã hội dân sự bây giờ là nó họ đóng góp rất nhiều về cái việc phát triển xã hội. Nhà nước Cộng sản Việt Nam bây giờ phải thay đổi cái nhìn và phải tôn trọng cái chuyện này. Đó. Chứ nếu mà không tôn trọng, không thực hiện thì nó sẽ không đóng góp vào cái việc để xây dựng phát triển xã hội gì cả. Thứ ba đó là cái quan trọng vô cùng, đó là vấn đề là phải thông qua cái luật về tự do lập hội theo điều 25 của Hiến pháp. Và thứ tư là Quốc hội phải xem xét cái trách nhiệm của chính phủ và các cơ quan nhà nước trong việc soạn thảo cái luật lập hội. Tại từ xưa đến giờ quốc hiến pháp của Cộng sản Việt Nam đều nói cái đó cả, nhưng mà không có luật lệ gì cả. Các ông cứ tìm cái công kéo dài ra để các ông là thao, các ông muốn nói gì, muốn làm gì thì làm để kiểm soát người dân. Và cuối cùng là cái điều vẫn là bình thường thôi, là phải tôn trọng hiến pháp. Ở Việt Nam ấy, luật lệ rất là nhiều, hiến pháp đều có nói cả nhưng mà không có tôn trọng. Thành ra ta nói ở Việt Nam là một cái nơi mà xài luật rừng rất là nhiều. Vâng, thì chúng ta thấy rõ ràng vì mặc cái cơ chế nào cũng thế, nó có cái bộ luật lớn nhất là hiến pháp. Và hiến pháp là đó là cái ý nguyện của cái quốc gia, muốn làm cái hiến pháp thì phải luật hóa, đưa ra một số luật. Rồi từ cái luật đó cũng chưa làm được là phải có một số cái nghị định, nghị quyết ban hành chỉ thị của các cái cơ quan hành chính từ các cấp, các bộ, các tỉnh thì mới làm được. Chứ có, ví dụ như nói về cái luật đi đường thì phải có cái luật phạt thế nào, đóng tiền sao, không đóng tiền thì thế nào, chứ còn nói cái chuyện đi đường phải tôn trọng lề phải thì nói cái chuyện đó làm sao được. Thì tất cả cái đó Việt Nam phải nói rằng họ không làm được cái đó, tại vì họ không muốn làm, vì làm luật tức là họ tự ràng buộc người cộng sản là tự ăn gian, là không làm luật để mình tự cắt nghĩa theo ý của mình, thì cái đó là cái ý của người cộng sản. Vì thế cho nên chúng ta phải lấy cái đầu của người Việt Nam Cộng Hòa mà nghĩ cái đầu Cộng sản là không đúng. Cộng sản họ không làm cái đó tại họ không biết, không phải không biết, mà họ làm cái đó là tự trói mình, thấy không? Nếu mà tôi tự làm luật thì luật đó nó tự trói mình. Giống như nói là một cái người công chức thì không được là có phải khai thuế, phải này, phải kia, tất cả thì cái điều đó là cái điều nó tự giết mình, bắn vào chân mình, thì cái điều đó phải nói. Nhưng mà càng ngày thì người dân họ đòi hỏi, thì có lẽ là trong nước lần lần nó họ mở lần lần ra, thì đây cũng là một cái cách mà chúng ta thấy là một cuộc tranh đấu nào nó cũng không có đơn giản, và phải kiên trì, và không có ai đấu tranh giùm cái người dân, và chỉ có họ mới đấu tranh được thôi, chứ hải ngoại chỉ là một tiếng nói yểm trợ mà thôi. Lần nữa chúng tôi cảm ơn, và hẹn tái ngộ vào ngày mai.